Bhattacharya, đệ nhất trì giới Tỳ Khưu Ni. Bhattacharya là người con gái tuyệt đẹp của một thương gia rất giàu có ở thành Savatthi. Khi cô lên 16, cha mẹ cô nhốt giữ cô trên lầu thượng của một dinh thự 7 tầng, nơi quanh cô lúc nào cũng có người canh gác để ngăn chặn cô giao du với các chàng thanh niên. Dù cẩn mật như vậy, cô vẫn đem lòng thương yêu một người con trai giúp việc trong nhà. Khi cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho Bhattacharya với một thanh niên gia đình môn đăng hộ đối, cô hoảng hốt quyết định đi trốn với người yêu của mình. Giả dạng thành một tớ gái, cô gặp người yêu ở dưới phố, rồi cả hai đến một làng nhỏ xa thành Savatthi. Nơi đây, người chồng trồng trọt trên một miếng đất nhỏ để kiếm sống, còn người vợ trẻ làm tất cả các công việc lặt vặt trong nhà mà trước nay gia nhân tồi tớ của cha mẹ cô phải làm. Như thế, cô đã sớm gặt hái nghiệp quả của mình. Khi Bhattacharya mang thai, cô khẩn khoản xin chồng đem cô về nhà cha mẹ để sanh nở. Bởi vì cô nói rằng, cha mẹ lúc nào cũng mềm lòng thương yêu và tha thứ lỗi lầm cho con cái. Tuy nhiên, người chồng cương quyết từ chối vì sợ cha mẹ vợ có thể bắt bỏ tù, thậm chí có thể giết anh ta. Biết chồng không nhượng bộ, cô bèn quyết định lén ra đi một mình. Khi được hàng xóm cho biết, người chồng rượt theo, bắt kịp và năn nỉ vợ trở về. Thế nhưng cô không nghe và vẫn cứ tiếp tục đi. Trước khi đến thành Savatthi, cô lâm bồn và sanh một bé trai. Bây giờ thì không còn lý do gì để về nhà cha mẹ, cô đành phải quay trở lại nhà mình. Sau đó Bhattacharya lại mang thai lần thứ hai và lần nữa xin chồng cho mình về nhà cha mẹ. Lại bị chồng từ chối, lần này cô dắt đứa con thơ tự đi về nhà. Một lần nữa người chồng đuổi theo và lại một lần nữa cô cương quyết không đổi ý. Thế là cả ba người cùng đi. Được khoảng nửa chặng đường thì một cơn bão khủng khiếp bất ngờ ập xuống với nhiều sấm sét và mưa lũ không dứt. Ngay lúc ấy, cô chuyển dạ muốn lâm bồn và yêu cầu chồng đi kiếm chỗ trú bão lụt. Người chồng bèn đi tìm vật liệu để dựng tạm một chòi nhỏ. Khi anh đang chặt dài cành cây non, một con rắn độc ẩn dưới ủ đất chui ra và cắn anh. Anh ngã chết ngay tại chỗ. Bhattacharya trông ngóng chồng mãi nhưng không thấy về. Rồi cô hạ sanh đứa con trai thứ nhì. Suốt đêm, cả hai đứa bé khiếp đảm thét la dưới cơn bão sấm sét kinh thiên động địa. Nhưng bão bọc che chở duy nhất chúng được nhận chỉ là tấm thân gầy còm tơi tả của người mẹ đau khổ. Sáng sớm hôm sau, cô quấn đứa bé sơ sanh ngang hông, đưa một tay cho đứa con lớn nắm, rồi hướng về phía người chồng đã đi và nói: "Đi, con yêu, cha đã bỏ mẹ con mình rồi." Khi rẽ qua khúc quanh con đường, cô thấy người chồng nằm chết, thân cứng đờ như khúc gỗ. Cô ngừng lại kêu gào khóc lóc, tự trách mắng mình đã giết hại chồng, rồi lại phải tiếp tục cuộc hành trình. Đi một lúc, ba mẹ con đến trước sông Achiravati. Sau cơn mưa bão đêm qua, dòng sông dâng đầy, cao ngang eo và nước lũ chảy xiết thật mạnh. Biết sức mình quá yếu, không thể vượt sông cùng lúc với hai con nhỏ, Bhattacharya để đứa lớn lại bờ sông bên này, rồi bồng đứa bé qua sông đặt ở bờ bên kia. Sông trở lại để mang tiếp đứa lớn sang sông. Khi đang ở giữa sông, một con diều hâu đang tìm mồi. Thấy đứa hài nhi đỏ hỏn, tưởng là miếng thịt tươi, liền sa xuống quắp đứa bé bay đi. Quá đột ngột, Bhattacharya chỉ có thể nhìn theo con bất lực kêu gào. Đứa con lớn thấy mẹ dừng lại giữa dòng sông và la lớn, tưởng mẹ đang kêu mình nên chạy ra theo mẹ, nhưng vừa bước xuống sông, cậu bé liền bị dòng nước chảy xiết cuốn phăng đi. Kêu gào khóc than thảm thiết, cuối cùng Bhattacharya rồi cũng phải thất thiểu, tiếp tục đi nốt đoạn đường. Lòng khủng hoảng, tan nát sau ba thảm cảnh, mất chồng và hai con đổ xuống đời cô chỉ trong một ngày. Thế nhưng bất hạnh vẫn tiếp tục chồng chất thêm mãi. Khi gần đến thành Savatthi, Bhattacharya gặp một người lữ hành vừa rời thành. Cô hỏi thăm về gia đình cô. Người ấy nói,
hãy hỏi tôi về bất cứ gia đình nào trong thành trừ gia đình ấy. Xin đừng hỏi tôi về họ. Nhưng cô này nỉ mãi, nên người ấy cho biết. Đêm qua, cơn bão khủng khiếp đã đánh sập nhà họ, giết chết ông bà chủ và đứa con trai. Thi thể họ vừa mới được quả thiêu sáng nay. Kìa, cô có thể nhìn thấy một làn khói xanh đang bay lên từ giàn thiêu. Khi Bhattacharya nhìn thấy làn khói, cô liền quá điên dại, xé nát quần áo, chạy lang thang khắp nơi, vừa kêu gào vừa khóc lóc. Mọi người đều bảo cô là người điên và liền rác rưởi hoặc ném đất cát, túi bụi vào người cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi cho đến khi vào ngoại thành Savatthi. Vào lúc ấy, Đức Phật đang ngủ tại tịnh xá Jetavana. Chung quanh có nhiều đệ tử. Khi thấy Bhattacharya tiến vào cổng tịnh xá, Ngài biết căn cơ cô đã chín mùi để thọ nhận lời dạy về giải thoát của Ngài. Các vị cư sĩ đồng la to, đừng để mụ điên đó vào đây. Nhưng bổn sư từ tốn dạy, đừng ngăn cản, cứ để cô ấy đến gặp Như Lai. Khi cô đến gần, Đức Phật dịu dàng nói, này khiền muội, hãy hồi tỉnh lại. Lập tức Bhattacharya bừng tỉnh. Xấu hổ với xiêm y hở hang, cô nằm phục xuống đất. Một nam cư sĩ tử tế ném cho cô chiếc áo choàng của mình. Cô khoác áo vào và tiến đến Đức Thế Tôn, quỳ một đảnh lễ dưới chân Ngài và kể lại câu chuyện bi thương của mình. Đức Tôn Sư nhẫn nại lắng nghe với lòng bi mẫn thâm sâu và bao la, rồi dạy, này Bhattacharya, đừng đau buồn nữa. Nay, con đã gặp được một người có thể cho con nơi nương tựa và an trú. Không phải chỉ hôm nay con mới gặp bao tai ương khổ nạn như vậy. Nhưng trong cõi luân hồi vô thủy vô chung này, nước mắt khóc thương những người thân yêu của con còn nhiều hơn nước của bốn đại dương. Lắng nghe lời giảng dạy của Đức Thế Tôn về những hiểm họa khổ não khi chúng sanh trôi lăn trong dòng luân hồi samsara, nỗi đau buồn của Bhattacharya lắng dần. Đức Phật chấm dứt bài pháp bằng câu kệ. Nước bốn biển ít hơn, nước mắt của chúng sanh, đau thương khóc bao đời, sao cô vẫn buông lung? Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong tiểu bộ kinh và chú giải quyển 2, trang 268. Một khi tử thần đến, không con cái, cha mẹ, không thân quyến có thể che chở bảo bọc ta. Hiểu rõ sự thật này, bậc trí sống giới đức sẽ nhanh chóng thành tựu con đường đến Niết Bàn. Trích Kinh Pháp Cú, bài kệ số 288-289. Lời giảng giải của Đức Phật thấm nhuần thâm sâu vào tâm tư Bhattacharya, giúp cô thấu hiểu trọn vẹn được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của mọi pháp hữu vi. Khi Đức Thế Tôn vừa chấm dứt bài pháp, Bhattacharya không còn là người đàn bà điên loạn đang ngồi than khóc dưới chân Ngài, mà là một vị đã bước vào dòng thánh với quả vị nhập lưu, hướng về mục tiêu giải thoát cuối cùng. Ngay sau khi chứng đắc quả nhập lưu, Bhattacharya xin xuất gia gia nhập vào ni chúng. Thánh ni tinh tấn chuyên cần thực hành giáo pháp và không bao lâu sau đạt được cứu cánh rốt ráo. Bhattacharya mô tả tiến trình tu tập và chứng đạt đạo quả của mình qua các bài kệ sau trong Trưởng lão ni kệ. Bằng kệ sau quốc bẩm, gieo trồng trên đất màu, họ gầy dựng của cải, nuôi nấng vợ và con. Thế sao ta giới hạnh, hành theo bổn sư dạy, không lười nhác, kiêu mạn, vẫn chưa chứng niết bàn. Khi ta đang rửa chân, quán dòng nước xuôi chảy, từ trên cao xuống thấp, tâm ta liền an định, như ngựa giống thuần thục. Rồi ta cầm cây đèn, bước vào trong tịnh cốc, xem xét giường tỉ mỉ, chậm rãi ta ngồi xuống. Rồi cầm một cây kim, ta dìm tim đèn xuống, tâm ta được giải thoát như ngọn đèn tắt lụng. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 112-116. Khi quan sát dòng nước chảy từ cao xuống thấp, Bhattacharya chú ý thấy có dòng thấm ngay vào lòng đất, có dòng trôi xa hơn một chút, cũng có dòng chảy đến tận cuối dốc.
qua đó, Ni Sư nhận ra được bản chất của chúng sanh hữu tình. Có chúng sanh sống một kiếp sống ngắn ngủi như con của Bhattacharya. Có chúng sanh sống qua tuổi trưởng thành như chồng hay em trai. Có người sống đến tuổi già như cha mẹ. Nhưng cũng như mọi dòng nước, cuối cùng rồi cũng phải biến mất vào lòng đất. Tử thần sẽ đặt tay nắm bắt tất cả chúng sanh và không ai chạy thoát được lưỡi hái của thần chết. Khi nhận thức này chợt lóe sáng, tâm Bhattacharya tức khắc an định. Với định tâm vững chắc, Ni Sư quán bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Thế nhưng, với tinh tấn nỗ lực ấy, Bhattacharya vẫn chưa chứng đạt được giác ngộ cuối cùng. Mệt mỏi, Ni Sư quyết định nghỉ ngơi vào lúc nửa đêm, đi vào phòng, chánh niệm ngồi xuống giường và dụi tắt ngọn đèn. Trong khoảnh khắc ngọn đèn tắt lụng ấy, bao công năng tu tập được viên mãn, Bhattacharya thành tựu chánh trí, đã cứu cánh niết bàn, vĩnh viễn dập tắt ngọn lửa tham ái, sân hận, si mê trong tâm. Sở dĩ Bhattacharya có được sự chuyển hóa nhanh chóng từ một cô gái trẻ bồng bột trở thành một tỳ khưu ni giới hạnh cao quý, vì trong nhiều kiếp trước đã gieo trồng và tăng trưởng căn lành. Trong thời chư Phật quá khứ, Bhattacharya nhiều lần xuất gia tỳ khưu ni. Những tuệ giác đã thành đạt ẩn mình dưới các hành nghiệp của những kiếp sống sau đó, chờ nhân duyên đầy đủ để trổ quả. Vào thời Đức Phật Gotama, giới thiện căn được khơi dậy bởi đau khổ tột cùng và bởi được thôi thúc tìm đường giải thoát trầm luân từ trong tiềm thức, Bhattacharya nhanh chóng tìm được đường đến bổn sư và giáo pháp của Ngài. Xuất gia sống đời phạm hạnh, Bhattacharya nỗ lực tu tập và cuối cùng phá vỡ vô minh, giải thoát mọi khổ đau, chứng đạt sự tự do cao quý nhất và vô điều kiện của Niết Bàn. Đức Phật tán dương Bhattacharya là đệ nhất về tinh thông giới luật Vinaya trong hàng đệ tử tỳ khưu ni. Vị trí này tương ứng với trưởng lão Upali, đệ nhất về tinh thông giới luật trong hàng đệ tử tỳ khưu. Đây là thiện quả của một ước nguyện từ kiếp quá khứ xa xưa, vào thời Đức Phật Padumottara. Con nguyện được làm vị tối thắng về tinh thông Vinaya trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của một vị Phật tương lai. Ngoài ra, Bhattacharya có lẽ đương nhiên đặc biệt chú tâm đến việc nghiêm trì giới luật, bởi trong những năm còn trẻ dại đã từng trải qua kinh nghiệm sâu sắc về cái giá đắng cay của tình cảm bồng bột và hành động liều lĩnh thiếu thận trọng. Khi sống trong ni chúng, Bhattacharya hiểu được rằng việc nghiêm trì giới luật là tuyệt đối cần thiết cho sự thành tựu tâm an bình và tĩnh lặng. Hơn nữa, bằng kinh nghiệm bản thân, Bhattacharya thấu triệt được những lý lẽ mù quáng và khúc mắc sâu kín trong trái tim con người, nên có thể giúp các tỳ khưu ni khác trong việc rèn luyện giới đức. Nhiều vị đến giới ni sư để được hướng dẫn tu tập và tìm thấy niềm an ủi khích lệ vô biên qua những lời khuyên nhủ. Một thí dụ là Chanda, một vị tỳ khưu ni đã biểu lộ lòng tri ân của mình đến Bhattacharya bằng hai bài kệ trong trưởng lão ni kệ. Chanda từ thuở nhỏ phải sống trong cảnh nghèo khổ vì gia đình bị mất hết tài sản, rồi một bạo bệnh phát ra giết hại cả nhà. Cô trở thành côi cút, đi ăn xin từ nhà này qua nhà khác với một cái chén vỡ, qua bao nhiêu năm trường. Một ngày kia, cô đến chỗ trú ngụ của ni sư Bhattacharya. Chư ni tiếp đón cô với lòng từ mẫn và cho thức ăn. Cô đến gần và đảnh lễ Bhattacharya, rồi ngồi xuống một bên nghe pháp. Cảm kích và hoan hỷ, cô xin xuất gia. Được Bhattacharya giáo giới, cô nghiêm trì giới luật, trau dồi phẩm hạnh và tinh cần hành thiền. Trí tuệ chín mùi, không bao lâu cô chứng đắc thánh quả A-la-hán. Chanda đã nói hai kệ sau để tỏ lòng tri ân ni sư Bhattacharya và trình bày chứng đắc của mình. Bhattacharya bi mẫn, cho ta được xuất gia, rồi chỉ dẫn khuyến khích, hướng ta đến giải thoát. Nghe ni sư thuyết giảng, ta tu theo lời dạy, sách tấn không hoài công, rũ sạch mọi cấu uế, ta chứng được tam minh. Trích trưởng lão ni kệ
bài kệ số 125-126. Trong Trưởng lão Ni-kệ còn có một số kệ khác mô tả phương cách Bhattacharya thường dạy các tỳ khưu ni và những lợi lạc họ được thọ hưởng nhờ sự hướng dẫn của ni sư. Các kệ này được thốt lên từ một nhóm 30 vị tỳ khưu ni sau khi ni sư giảng dạy và sách tấn tu tập đã chứng quả A-la-hán. Kệ 118. Hãy hành lời Phật dạy, sẽ không phải hối tiếc. Nhanh chóng rửa sạch chân, rồi ngồi xuống một bên, thuần thục an định tâm, hành theo lời Phật dạy. Kệ 119. Sau khi nghe hướng dẫn từ Bhattacharya, họ rửa chân và ngồi, rồi chú tâm an định, hành theo lời Phật dạy. Kệ 120. Canh thứ nhất trong đêm, họ nhớ đời quá khứ. Canh chặn giữa trong đêm, họ thanh tịnh thiên nhãn. Canh cuối cùng trong đêm, họ phá vỡ vô minh. Kệ 121. Dưới chân vị giáo giới, họ phủ phục đảnh lễ. Lời dạy được ghi tâm, như chư thiên tôn vinh, Indra chúa của họ, vị bất bại chiến trường. Chúng tôi tôn vinh thầy, chúng tôi thoát lậu hoặc, chứng đắc được tam minh. Trích Trưởng lão Ni-kệ, kệ 118, Bhattacharya, và kệ 119 đến 121, 30 tỳ khưu ni. Ambapali, người kỹ nữ có hạnh bố thí. Một nhân vật thường xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của các tôn giáo là nhân vật những cô kỹ nữ nổi tiếng với cách chuyển hóa tâm linh đột biến, chứng minh cho sức mạnh vô địch của chân lý và thiện căn trong cuộc chiến nội tâm đối chọi với những bản chất thấp hèn của con người. Giống như trong Tân Ước có Mary Magdalene hay trong thời sơ khai của đạo Sufism có cô Rabia. Trong thời Đức Phật Thích Ca có Ambapali và Sirima. Hiểu biết được đời sống của họ giúp chúng ta xóa bớt được phần nào thành kiến nặng nề hay giả định sai lầm và nhắc nhở rằng tiềm năng trí tuệ và thánh thiện thường ẩn kín, không bao giờ bị phá hủy bởi một nếp sống có vẻ bên ngoài phóng đãng trụy lạc. Cuộc đời của Ambapali khác thường ngay từ lúc còn bé. Ngày nọ, người làm giường của một vị vua Lichavi ở Vesali thấy một bé gái sơ sanh bị bỏ nằm dưới gốc cây xoài nên đặt tên bé là Ambapali. Chữ Amba nghĩa là xoài, Pali nghĩa là đường, cầu. Càng lớn, cô gái càng xinh đẹp mỹ miều và quyến rũ nên nhiều vương tôn công tử Lichavi muốn cầu hôn, dẫn đến việc tranh chấp vì ai cũng muốn cô thuộc về riêng mình. Không thể giải quyết bằng cách tranh giành, họ thảo luận và sau cùng đồng ý với nhau rằng Ambapali sẽ không thuộc quyền sở hữu của riêng ai mà chung của tất cả. Do áp đặt đó và nghiệp lực của riêng mình, cô bắt buộc trở thành kỹ nữ trong ý nghĩa nguyên thủy của ngôn từ, là người đàn bà để khách quý tộc mua vui trong cung điện, một vị trí không mấy giống gái điếm bình thường. Lành thay, với phẩm cách tốt đẹp, cô đã mang ảnh hưởng yên bình và thanh cao đến với các vương tử Lichavi. Cô còn có hạnh bố thí rộng rãi cho các hoạt động từ thiện. Vì vậy, cô trở thành một nữ hoàng không ngôi trong giới quý tộc nước Cộng hòa Lichavi. Danh tiếng Ambapali vang xa tận đến tai vua Bimbisara, xứ Mangatha. Ngài cũng muốn kinh đô của mình được vẽ vang bởi một ảnh hưởng tương tự. Điều ấy về sau, vua tìm được từ một kỹ nữ trẻ của hoàng cung tên là Salavati, mẹ của ngự y Sivaka. Tuy nhiên, trước tiên, vua Bimbisara đích thân đến gặp Ambapali. Cũng như bất cứ ai khác, nhà vua bị chinh phục bởi sắc đẹp của cô và niềm vui thú cô dâng hiến. Kết quả là cô có một con trai với nhà vua. Trong cuộc hành trình hoằng pháp cuối cùng, Đức Phật dừng lại ở Vesali và ngụ tại vườn xoài của Ambapali.
Cô đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và được Ngài ban cho cô một bài pháp dài. Cuối bài pháp, cô cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ngày mai đến nhà để cô được cúng dường trai tăng. Được Ngài chấp thuận, Ambapali vội vã lên xe về nhà. Các vương tử Lichavi cũng đang ngồi trên các cỗ xe lộng lẫy, đuổi kịp xe cô và hỏi lý do khiến cô hối hả như vậy. Cô cho biết Đức Phật và Chư Tăng đã nhận lời mời đến nhà cô thọ trai vào trưa mai, nên phải gấp về sắp xếp mọi việc cho chu đáo. Các vương tôn công tử năn nỉ xin cô nhường đặc ân đó cho họ. Bù lại, họ sẽ trả cho cô 100.000 đồng tiền vàng. Ambapali từ chối, nói rằng sẽ không bán buổi cúng dường này dù được trả bằng kinh thành Vesali và các kho báu của thành. Nghe vậy, các vị này liền đến viếng Thế Tôn và thỉnh Ngài ngày mai đến nhà họ thọ trai. Tuy nhiên, Thế Tôn từ chối vì đã nhận lời mời của Ambapali. Nhóm vương tử tỏ thái độ bất bình và lớn tiếng. Mình bị con nhỏ xoài qua mặt rồi. Mình đã bị con nhỏ xoài lừa rồi. Ngày hôm sau, sau khi cúng dường trai tăng và được nghe Đức Phật thuyết pháp, Ambapali hoan hỷ phát tín tâm trong sạch, xin dâng cúng lên giáo đoàn công viên tuyệt đẹp của cô, vườn xoài, nơi bổn sư đã vài lần thuyết pháp trước đó. Người con trai của Ambapali và vua Bimbisara về sau xuất gia tỳ khưu với pháp hiệu Vimala Kondanya và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Sau này, khi được nghe một bài pháp của người con, Ambapali phát tâm xuất gia và xin gia nhập ni chúng. Ambapali lấy những hình tướng của chính thân mình làm đề mục hành thiền để quán chiếu về vô thường và khổ. Từ công phu đó, Ambapali đắc quả A-la-hán. Khi tuổi đã cao, ni sư so sánh sắc đẹp thuở thanh xuân với vẻ tàn tạ lúc tuổi già của mình qua các kệ sao trong trưởng lão ni kệ. Kệ 252. Xưa tóc mềm tơ cuộn, đen như sắc con ong, nay biến đổi vì già, bạc cứng như rơm khô, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 253. Xưa đầu kết hoa tươi, thơm như bình hương quý, nay biến đổi vì già, hôi như mùi lông chó, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 254. Xưa tóc dày trăm sáng như lâm viên khéo trồng, nay biến đổi vì già, tóc lơ thơ rơi rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 256. Xưa chân mày tuyệt đẹp, cong vuốt như nét vẽ, nay biến đổi vì già, da nhăn nhúm đè sụp, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 257. Xưa mắt xanh và dài, sáng đẹp như châu báu, nay biến đổi vì già, mắt đẹp đã mờ phai, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 260. Xưa răng đều trắng đẹp, màu sáng như búp hoa, nay biến đổi vì già, gãy rụng và vàng ố, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 261. Xưa ngọt ngào giọng nói như chim hót trong rừng, nay biến đổi vì già, tiếng khàn bể đứt đoạn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 265. Xưa đôi gò ngực đẹp, căng cao và tròn đầy, nay chảy xệ lòng thòng như túi rỗng cạn nước, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 266. Xưa thân hình tuyệt đẹp như khuôn vàng đánh bóng, nay biến đổi vì già, chằng chịt bao vết nhăn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 269. Xưa đôi chân xinh xắn
như dồn lên mịn màng, nay biến đổi vì già, nứt nẻ đầy vết nhăn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 270. Thân là vậy hư hoại, tàn chứa bao khổ đau, như ngôi nhà cũ kỹ, lớp vôi tô rơi rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Quán chiếu và suy nghiệm này được hành trì miên mật, đem đến cho Amphipali một tuệ giác thâm sâu về bản chất thực sự của thế gian. Với túc mạng minh, ni sư nhớ lại nhiều kiếp quá khứ và thấy được những lang thang vô định của cuộc hành trình trong dòng luân hồi bất tận. Có khi là một gái điếm, lại có khi là một nữ tu. Mặc dù lắm lúc sa đọa chìm đắm trong dục lạc, Amphipali vẫn luôn thành tựu được hạnh bố thí cúng dường hiếm quý, và công đức này trổ quả tốt đẹp trong nhiều kiếp tái sanh. Amphipali thường được thọ hưởng phước quả có sắc đẹp kiều diễm, nhưng kiếp nào sắc đẹp ngoại hình rồi cũng chóng tàn phai, hủy hoại dở nát bởi tuổi già và cái chết. Trong kiếp sau cùng này, khi mọi si mê lầm lạc đã hoàn toàn hủy diệt, Amphipali cuối cùng chứng đạt được sắc đẹp nội tâm không bao giờ tàn hoại, sắc đẹp của giải thoát. Những dòng kệ sau đây chứa đựng các trải nghiệm của vị thánh ni về sự vượt thắng đến danh vị người con gái thật sự của Đức Phật. Được muôn triệu chúng sanh đến tham dự, ta xuất gia vào pháp bậc toàn thắng, tâm đạt đến trạng thái bất thối chuyển, là con gái thật sự của Thế Tôn. Ta làm chủ các năng lực tâm linh và làm chủ được nhĩ căn thanh tịnh. Hỡi Tôn Sư, bậc thầy của trí tuệ, thấu triệt trọn tâm thức mọi chúng sanh. Ta thấy được bao kiếp trong quá khứ, bởi thiên nhãn đã trọn vẹn thanh tịnh, mọi ô nhiễm đã hoàn toàn hủy diệt, nên từ nay không còn phải tái sanh. Trích Sự Nghiệp Anh Hùng, tập thứ 13 trong Tiểu Bộ Kinh, chương 4, trang số 9, và Chuyện Thiên Cung, tập thứ 6 trong Tiểu Bộ Kinh, từ bài 213 đến 215.